Ram 1500 là dòng xe bán tải cỡ lớn nổi tiếng nhất của thương hiệu ô tô Ram Trucks, một bộ phận thuộc nhà sản xuất Chrysler Mỹ. Ram 1500 2021 là phiên bản thuộc thế hệ Ram Trucks thứ 5 ra đời từ năm 2019. Kể từ thế hệ thứ 2 đến nay, Ram đã 8 lần vinh dự nhận giải xe tải của năm do tạp chí Moto Trend bình chọn, và đây là mẫu bán tải đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng xe tải của năm suốt 3 năm liên tiếp 2019, 2020 và 2021. Ngày 26 tháng 9 vừa qua, siêu bán tải Ram 1500 được tập đoàn FCA Fiat Chrysler Automobile thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại GVA Jeep Việt Nam Automobile giới thiệu đến khách hàng Việt Nam, chính thức bước vào cuộc đua giành thị phần với hai dòng bán tải cỡ lớn nhập khẩu tư nhân hiện nay là Ford F-150 và Toyota Tundra. Ram 1500 tại Việt Nam có tất cả 3 tùy chọn phiên bản gồm Laramie, Laramie Night Edition và Longhorn. Vậy giá xe Ram 1500 2021 cho từng phiên bản cụ thể như thế nào? Có khuyến mãi gì trong đợt này hay không? Giá lăn bánh như thế nào? Mời các bạn cùng xe Pha Phú Mỹ tham khảo với cái giá lăn bánh của Ram 1500 phiên bản Laramie 5.388, phiên bản Laramie Night Edition 5.488 và phiên bản cuối cùng cao nhất là 1.500 Longhorn giá 5.688. Đây là giá nhập khẩu chính hãng. Còn nếu quý khách hàng chơi xe đam mê xe tại Việt Nam có nhu cầu nhập xe này từ Mỹ trực tiếp, vui lòng liên hệ Mạnh Phiêu 0915 116 831 với giá ưu đãi bất ngờ chỉ 4.600.000 đồng. Mời các bạn đam mê xe cùng Mạnh Phiêu review chi tiết về chiếc Ram 1500 này với thân hình, sở hữu, đồ sộ cùng các thông số dài rộng cao lần lượt là 5m916, 2m084, 1m971, chiều dài cơ sở đạt 3m672, khoảng sáng gầm phía trước 209mm, phía sau là 220mm, trọng lượng không tải hơn 2,5 tấn. Khả năng lội nước của mẫu siêu bán tải này vô cùng ấn tượng, tới 800mm. Ngoại thất chiếc Ram 1500 2021 bề thế cơ bắp đậm chất Mỹ. Ram 1500 2021 sở hữu ngoại hình thu hút với kiểu thiết kế cơ bắp đặc trưng của người Mỹ, nhưng lại không quá hầm hố và tham các chi tiết sắc sảo như đối thủ cùng đồng hương là Ford F-150 hay chiến binh Nhật Bản Toyota Tundra. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mở rộng, viền chrome, thiết kế nối liền, hệ thống đèn pha kích thước lớn mang đến cảm giác hầm hố mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt có tính năng đóng mở chủ động để kiểm soát nhiệt độ động cơ. Hệ thống chiếu sáng trên Ram 1500 sử dụng công nghệ LED hiện đại cho cả 3 phiên bản, trong đó đèn pha có chức năng tự động bật tắt và điều chỉnh chiếu gần xa. Điểm nhấn ở khu vực thân xe là bộ la răng kích thước lớn 20 inch trên các bảng Laramie, Longhorn đáp ứng nhu cầu đi chuyển địa hình. Riêng bản Laramie Night Edition sử dụng la răng lên đến 22 inch nhằm phục vụ tốt mục đích chạy đường dài ở tốc độ cao của khách hàng. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan LED được sơn màu đối lập với thân, trở thành điểm nhấn khá tinh tế cho xe khi nhìn ngang. Đi cùng với đó là những đường gân dập nổi nhấn mạnh vẻ đẹp cơ bắp của mẫu bán tải chứ danh xứ sở cờ hoa. Tiến về phía đuôi xe Ram 1500, cặp đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED giúp tối ưu khả năng chiếu sáng của xe. Thùng xe chở hàng thiết kế sáng tạo với hai hộp chứa đồ hai bên có tên gọi là Ram Box, bật lên xuống cùng chở hàng, có thể gập gọn thông minh tiện dụng. Nội thất Ram 1500 sang trọng, rộng rãi, tiện ích. Không gian nội thất Ram 1500 hiện đại khiến khách hàng không có cảm giác của một mẫu bán tải mà giống như đang ngồi trong khoang cabin của những mẫu SUV đắt tiền. Điểm nhấn ấn tượng nhất khi bước vào khoang lái siêu bán tải chính là màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng kích thước 12 inch, thiết kế đặt dọc, kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Với màn hình thông minh này, người dùng có thể điều khiển hầu hết các tính năng của xe. Vô lăng và trên ghế xe đều bọc da cao cấp cùng cách phối màu tinh tế mang đến vẻ đẹp sang trọng, sành điệu cho mẫu bán tải của Mỹ. Hàng ghế trước có chức năng chỉnh điện 8 hướng, sưởi làm mát tùy theo vị trí ngồi. Cần số trên Ram 1500 thiết kế dạng núm xoay
gài cầu dạng nút bấm tiện lợi, đồng hồ hiển thị thông tin lái phía sau vô lăng và dạng analog kết hợp với màn hình TFT đa thông tin 7 inch. Bàn đạp, phanh ga có thể hoạt động linh hoạt. Bản Longhorn có tính năng hiển thị thông tin trên kính lái, hệ thống thông tin, giải trí xe đều có thể điều khiển bằng giọng nói, đàm thoại rảnh tay, âm thanh 2N 19 loa, điều hòa tự động hai vùng, gương chiếu hậu, trong ngoài đều chống chói. Chưa hết, Ram 1500 mới về Việt Nam còn sở hữu loạt trang bị đáng giá thường thấy trên những mẫu xe đắt tiền như sạc không dây, khởi động cơ từ xa, cửa sổ trời toàn cảnh panoramic. Đa phần các tính năng hiện đại tiện ích trên đều có mặt ở cả 3 phiên bản Ram 1500. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở phong cách bố trí, khi La Marie sở hữu tông màu đen cơ bản, La Ramie Night Edition mang những nét trang trí trẻ trung, còn Longhorn phối màu hai tông màu đen nâu cho khu vực ghế, táp lô và táp bi cửa mang đến cái nhìn sang trọng hơn. Công nghệ an toàn trên Ram 1500 cao cấp. Ram 1500 2021 sở hữu cả trang dài công nghệ an toàn, trong đó có thể kể đến hàng loạt tính năng cao cấp như cam 360 độ nè, kiểm soát hành trình thích ứng, ga tự động thông minh, hỗ trợ đổ xe song song, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chật làn, cân bằng điện tử, kiểm soát chống lực, kiểm soát lực kéo, cảnh báo hỗ trợ tránh va chạm phía trước, theo dõi áp suất lốp. Ngoài ra, xe còn trang bị sẵn công nghệ hỗ trợ khi kéo remote, điều khiển phanh remote, kiểm tra đèn remote và điều chỉnh góc lái remote khi lùi. Động cơ trên Ram 1500 2021 mạnh mẽ. Động cơ Ram 1500 là cỗ máy xăng 5.7 V8 Hemi nổi tiếng và đặc trưng của thương hiệu, cho công suất 395 mã lực và mô men xoắn cực đại 556 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4x4, có 4 chế độ gài cầu. Riêng phiên bản Longhorn cao cấp nhất được bổ sung khóa vi sai cầu sao, đi cùng với đó là hệ thống treo khí nén, cho phép tùy chọn nâng hạ gầm theo 5 chế độ và vận hành. Điều kiện di chuyển, theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu Ram 1500 là khoảng 12.12 lít trên 100 km khi chạy đường trường và 17.43 lít trên 100 km trên đường hỗn hợp. Tại Việt Nam, đang có sự chênh lệch 300 triệu đồng giữa 3 phiên bản khác nhau. Đây không phải là mức chênh lệch lớn đối với một mẫu xe nhiều tiền, do đó trang bị giữa các bản khá tương đồng nhau và dùng chung một khối động cơ. Nằm ở mức cao nhất, Ram 1500 Longhorn sở hữu thêm hàng loạt trang bị mà các bản dưới không có, như đèn phía trước dạng bi phân sân LED projector, bệ bước chân điều khiển điện chứ không phải dạng cơ, vô lông bọc da, ốp gỗ thật, gương chiếu hậu kỹ thuật số, ghế da cao cấp Longhorn, khóa vi sai cầu sau. Tổng kết, tại Việt Nam, khái niệm về một dòng xe bán tải cỡ lớn này còn khá là mới mẻ và là sân chơi khá kén khách. Thêm vào đó, giá xe Ram 1500 lại nương ở mức cao hơn so với các dòng xe F150 nhập khẩu tư nhân, ngang với những chiếc SUV 7 chỗ đến từ các thương hiệu xe sang như Mercedes-Benz, BMW hay Audi. Vậy nên, khó có thể kỳ vọng về một sự bùng nổ doanh số bán tải Ram 1500, song đây chắc chắn sẽ là một gia vị mới, rất đáng trải nghiệm của làng xe Việt. Quý khách có nhu cầu, vui lòng gọi cho Mạnh Phiêu 0915116831, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, với giá từ 4 tỷ 600 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Các bạn thấy dòng xe này như thế nào? Hãy để lại bình luận và ý kiến cá nhân trên kênh YouTube. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại video clip lần sau.